Chào các bạn, trong bài tiếp theo này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về con chapter có tham số ở trong chương trình. Thì như ở trong ví dụ trước, chúng ta có thể thấy là một lớp sẽ bao gồm hai loại phương thức khởi tạo. Thứ nhất đó là phương thức mà không có tham số, và thứ hai là phương thức khởi tạo có tham số. Thì tại sao chúng ta lại có hai loại phương thức này và ý nghĩa của từng loại là gì? Thì phương thức khởi tạo không tham số thì thông thường được sử dụng khi mà chúng ta muốn chỉ tạo ra đối tượng với những cái giá trị mặc định. Thế còn phương thức khởi tạo có tham số thì được sử dụng khi mà chúng ta muốn là vừa khởi tạo đối tượng nhưng đồng thời là chúng ta sẽ có giá trị cho các cái thuộc tính của những đối tượng đó. Thì hai cái loại phương thức này thì đều rất quan trọng và được sử dụng nhiều trong các chương trình Java. Và ở đây chúng ta có hai cái khái niệm chúng ta phân biệt. Thứ nhất đó là tham số. Thì tham số là những các cái biến mà chúng ta khai báo ở trong một cái phương thức, trong phần đầu phương thức hoặc là hàm. Tham số được dùng để nhận những cái giá trị được truyền từ bên ngoài vào trong cái phương thức. Cái thứ hai là đối số. Đối số là những các cái giá trị được truyền từ bên ngoài vào phương thức. Đối số có thể là các biến, các biểu thức, các giá trị, các hằng, vân vân. Thì những cái truyền từ bên ngoài vào người ta gọi là đối số, hay còn gọi là argument. Còn những cái biến mà ở khai báo bên trong mà nhận giá trị từ bên ngoài truyền vào thì được gọi là tham số, hay còn gọi là parameter. Để rõ hơn về cái phương thức khởi tạo có tham số thì chúng ta sẽ tạo ra một lớp. Ở đây tôi định nghĩa ra một lớp có tên là xe ô tô. Trong lớp này thì tôi có một cái biến hay là một thuộc tính có tên là thương hiệu. Tiếp theo tôi sẽ định nghĩa một constructor. Có một tham số đầu vào. Đó, các bạn để ý thấy hai cái tham số với cái thuộc tính tên là thương hiệu và với cái biến tham số cũng tên là thương hiệu. Để phân biệt giữa hai cái này để biết được đâu là thuộc tính và đâu là tham số thì chúng ta có thể dùng cái từ khóa là JIT. Toán từ JIT ở đây là một con trỏ đặc biệt thì dùng để truy cập đến các cái thuộc tính của lớp. JIT cho phép chúng ta đại diện cho đối tượng hiện tại đang được thao tác. Sau đó chúng ta in ra. Đó. In câu thông báo. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi tạo cái đối tượng của lớp. Ở đây chúng ta sẽ khởi tạo 3 đối tượng của lớp. Đó. Sau khi mà đã khởi tạo 3 đối tượng của lớp rồi, chúng ta sẽ thực thi chương trình. Và như vậy các bạn có thể nhìn thấy là gì ạ? Chương trình đã in ra
ba cái chuỗi thể hiện ba thương hiệu xe ô tô đã ra đời. Thì cái phương thức khởi tạo mà có tham số này, nó chúng ta có thể thấy là nó rất quan trọng, bởi lẽ nó giúp chúng ta ấy, là chỉ cần định nghĩa một lần thôi, nhưng cái phương thức đó có thể thực hiện được nhiều lần, và có thể là mỗi một lần sẽ có một cái giá trị khác nhau, ứng với cái giá trị của đối số chuyển vào khác nhau. Đấy, như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phương thức khởi tạo có tham số ở trong chương trình này. Thì, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt. Là